nhà đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận và quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và trong buổi trưa đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Lê Quang Định thuộc phường 5, quận Bình Thạnh, ngay góc giao với đường Nguyễn Văn Đậu như cả nhà, để gửi khách hàng mình một căn nhà chính chủ. Này đang cần tiền bán gấp với giá rất là hợp lý luôn. Kết cấu chuẩn là một trệt một lửng ba lầu, căn góc hai mặt tiền đường. Và trước khi di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan, Hằng Ni xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta quan sát trục đường phía trước nhà nha. Đó, nhà mình với lợi thế căn góc hai mặt tiền đường và khoảng sân phía trước rất là rộng luôn. Tha hồ đậu xe cũng như là nhà mình có thể là vừa ở, mở phòng công ty, kinh doanh mua bán online, mình đậu xe rất là thoải mái luôn á. Hẻm này thì thông ngay trục đường Nguyễn Thượng Hiền, đường Trần Đình Trọng nha cả nhà. Hẻm trước nhà của mình hiện hữu rộng từ 3 đến 5 mét. Xe ô tô như là chuyên chiếc hay là Kia Ammonin thì mình vào được, hoặc là xe bán tải nhỏ nhỏ, xe ba gác thì mình vào được nha. Còn xe ô tô lớn thì vào hơi khó. Ngay khu nhà ở hiện hữu hết rồi. Khu này thì có camera khu phố, rất là an ninh, an toàn khách hàng khi mà an cư sinh sống. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa không gian khu vực mặt tiền chính phía trước của ngôi nhà nè. Đó, kết cấu chuẩn là một trệt một lửng, hai lầu, thêm một tầng bên trên sử dụng làm sân thượng trồng cây trồng hoa nữa. Thuộc hướng chính là hướng Tây Tứ Trạch và Đông Tứ Trạch đều được luôn. Có hai lối cửa ra vào, lối cửa thứ nhất là thuộc hướng chính là hướng Đông Bắc nha cả nhà. Còn lối cửa thứ hai là thuộc hướng chính là hướng Bắc nè. Cả nhà mình nó đang tìm phân khúc nhà phố 5 đến 6 tỷ đồng thì đừng bỏ qua ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu nha. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, bên trên gồm 5 phòng ngủ, trong đó mình có ban công, sân thượng, khu vực giặt sấy, phòng thờ đầy đủ luôn. Gia chủ thì đang rao bán cho ngôi nhà này với mức giá là 5 tỷ 750 triệu đồng nha cả nhà. Giá còn thương lượng với chính chủ nữa và Hằng Ni sẽ hỗ trợ khách hàng mình về vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Mình còn một lối đi bên đây nữa nè. Nhà mình có hai lối ra vào rất là thoải mái luôn. Và cùng em chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan. Nhà này do chính chủ mình xây dựng để ở nha cả nhà. Đó, mình có hai lối cửa ra vào nè, một lối cửa bên đây, lối cửa bên đây. Phía dưới thì có trồng đầy đủ cây xanh luôn á. Mỗi tầng gia chủ đều có chỗ ban công ra bên ngoài. Hằng Ni di chuyển tiếp tục vào để chúng ta cùng tham quan. Nhìn từ phía bên ngoài, gia chủ trang bị gồm hai lớp cửa, một lớp cửa sắt bốn cánh, bên trong thêm một lớp cửa cửa này cửa sắt nha cả nhà. Đây, cửa sắt hai cánh nữa nè. Và không gian khu vực tầng trệt đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện rồi. Khoảng này thì thông tầng lên phía trên. Đó, không lên khu vực tầng lửng phía bên trên nha. Tầng trệt thì mình thiết kế làm phòng khách liên thông với phòng bếp bên trong. Cầu thang thì được gia chủ mình thiết kế làm ở cuối ngôi nhà nè cả nhà. Đây là lối cửa thứ hai. Đây, cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn cái khu dân cư tại khu vực này. Hẻm này thì dân cư mình ở hiện hữu hết rồi, tương đối an ninh luôn. À, ngay trục đường Lê Quang Định, mình di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 10 phút thôi nha cả nhà. Còn lối cửa này nè, nhìn ra phía trước một lần nữa ha. Đó, kế bên nhà mình nè, có khoảng sân tương đối rộng luôn á. Vị trí này thì mình di chuyển về trung tâm quận 1 chỉ 10 phút thôi, sát bên chợ Bà Chiểu luôn. Và Hằng Ni tiếp tục di chuyển bên trong ngôi nhà để chúng ta cùng tham quan. Không gian khu vực phòng bếp của gia đình mình nằm ở cuối nhà nè cả nhà. Hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Phía bên tay trái của em, trong đó thì mình có bồn rửa, máy hút mùi đầy đủ hết rồi. Và toilet tại tầng trệt dành cho khách đi đến chơi nhà. Chúng ta có bồn vệ sinh, lavabo, rương soi, vòi tắm hoa sen đầy đủ luôn á. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn lên một lần nữa từ không gian phía cuối ngôi nhà nha. Một ngôi nhà phân khúc giá bán thì chỉ 5 tỷ 750 triệu đồng thôi á. Không gian khu vực cầu thang được gia chủ mình thiết kế là ốp đá, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng sắt nè cả nhà. Em tiếp tục di chuyển lên tầng lửng phòng ngủ đi, có thể mình cùng theo dõi nè. Ở đây thì mình có phòng ngủ đầu tiên nằm ở phía sau nha. Đó, một phòng ngủ nhỏ nhỏ xinh xinh nè cả nhà. Hoặc là mình sử dụng làm phòng kho cũng được luôn. Phòng này thì rộng khoảng chừng 9 mét vuông, 9 đến 10 mét thôi. Hai phòng này thì chúng ta có một toilet sử dụng chung. Đây, toilet tại không gian khu vực tầng lửng nè, cũng đầy đủ các trang thiết bị vệ sinh bên trong rồi. Và phòng phía trước nha. Phòng phía trước thì mình có ô cửa sổ chỗ ra bên ngoài á. Nhà mình ngay căn góc hai mặt tiền đường, cho nên là có cửa sổ chỗ ga, rèm màn cửa rất là thông thoáng luôn cả nhà. Hằng Ni đang mở cửa đó mà gió mình lưu thông vào á, rèm cứ bay 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 vậy đó.
Em đang quay vào buổi trưa cũng 1 giờ mấy gần 2 giờ rồi. Nhưng mà nhà mình tương đối cũng mát đó cả nhà. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Không gian khu vực lầu 1 nè. Cầu thang đi thì cũng rất là đều bước luôn. Nhà này chính chủ mình xây dựng để ở. Này đang cần tiền kêu bán nha cả nhà. Với khu đất công nhận lên tới 38,2 mét vuông lận. Mà giá bán thì chỉ có 5 tỷ 750 triệu đồng thôi. Đó, không gian khu vực phòng ngủ thứ ba nằm ở phía sau. Cũng là phòng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Cô cửa sổ ở đây luôn nè, rất là thông thoáng nha. Đó, mở cửa ra thì không khí đến luôn, ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Và phòng phía trước, phòng ngủ thứ tư rồi. Mình cũng có toilet sử dụng chung với hai phòng. Đó, bồn vệ sinh, lavabo, trường soi và tắm hoa sen đứng. Gạch ốp vuông trần đầy đủ luôn nha cả nhà. Và phòng phía trước nè. Phòng này thì gia chủ mình thiết kế có ô cửa sổ chỗ ở bên ngoài. Một cửa, hai cửa, ba cửa, bốn cửa, ba cửa sổ, một cửa lớn ban công nè cả nhà. Thông thoáng mát mẻ chưa? Đó. Đây, bên dưới gạch của mình thì lót gạch bóng kính, chống trầy chống chân chợt 60-60. Ban công sân thượng phía trước đầy đủ luôn rồi nè. Ban công nhỏ nhỏ xinh xinh có trồng cây xanh luôn nha. View ra khu nhà ở hiện hữu đây cả nhà. Và cùng Hằng Ly chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ly với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà và giá bán tốt nhất. Cũng như là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thì alo cho em nha. Hoặc là cả nhà mình nó bấm vào kênh YouTube Nhà đất Hằng Ly. Trên kênh của em có đăng hơn 1.000 căn nhà để quý khách hàng mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý. Phân khúc giá bán thì đa dạng luôn, nhà mặt tiền, nhà trong hẻm đều có luôn á. Em đang có mặt tại không gian khu vực lầu thứ ba nè, tầng sân thượng của gia đình mình. Đó, bên trên được gia chủ thiết kế làm ô cửa kính trời, ánh sáng trực tiếp ra ngôi nhà nha cả nhà. Ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á. Và không gian khu vực này được gia chủ thiết kế tiếp tục thêm không gian khu vực phòng ngủ nữa, một phòng ngủ master. Mình sẽ có toilet sử dụng tại đây nha. Bồn vệ sinh, lavabo, đường soi, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần. Và cùng Hằng này chúng ta tiếp tục di chuyển nè. Phòng ngủ master của gia đình mình. Đó, phòng này thì siêu to, siêu rộng luôn á. Cũng là ba cửa sổ kèm một cửa lớn để di chuyển ra bên ngoài trồng cây trồng hoa. View thì ra khu nhà ở hiện hữu đây nè cả nhà. Khung sắt bảo vệ kết hợp với lớp cửa che nắng che mưa, rèm màn cửa đầy đủ hết rồi. Và cùng Hằng Ly chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Không gian khu vực sân thượng trồng cây trồng hoa. Thông thoáng ha. Mình sẽ có thêm một không gian khu vực cầu thang để di chuyển lên trên nữa. Ngôi nhà này thì với phân khúc chỉ 5 tỷ 750 triệu đồng nha cả nhà. Cả nhà mình quan tâm hãy nhớ alo cho Hằng Ly nha. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và thương lượng trực tiếp với chủ chính chủ đứng trong sổ hồng của ngôi nhà này. Em đang có mặt tại không gian khu vực tầng sân thượng nè. Phía trên này thì mình có thể thiết kế làm phòng thờ ông bà tổ tiên, khu vực giặt sấy, khu vực sân phơi, trồng cây trồng hoa. Quá thông thoáng mát mẻ luôn á. Đó, những khung sắt bảo vệ. View thì ra trung tâm thành phố luôn rồi. Đây, với vị trí là tòa lạc tại trục đường Lê Văn Định giao với đường Nguyễn Văn Đậu nha. Mình di chuyển về quận 1 chỉ 5 phút thôi, 5 đến 7 phút thôi nha cả nhà. Sát bên chợ Bà Chiểu luôn á. Trong bán kính 300m là mình có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học luôn. Và video của Hằng Ly đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ly xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy nhớ alo cho Hằng Ly nha. Và trước khi kết thúc video em xin gửi lời cảm ơn đối với thầy mình, các cô chú anh chị đã luôn đón xem ủng hộ cho Hằng Ly. Và em xin kính chúc gia đình mình luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc nha cả nhà. Em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.